Làm thế nào để mang bom vào nhà tù? Bạn xem, người đàn ông này dùng kẹo cao su định hình quả bom, rồi đặt vào trong giấy gói. Sau đó đem một kíp nổ đặt giữa điếu thuốc, tạo một cái lỗ và đặt thiết bị theo dõi vào bên trong. Vẽ một hình xăm lên mặt, giả mạo là tội phạm truy nã. Cuối cùng ung dung tạo ra một chiếc chứng minh thư giả. Ra ngoài, anh ta lại cố tình gây sự để bị bắt. Người đàn ông bị đưa đến một nhà tù bốn bề đều là biển. Đúng như dự tính, những đồ vật nhỏ như kẹo cao su, thuốc lá thành công qua được kiểm tra. Nhà tù này là một lô cốt trên biển, cao 110m và cách bờ biển 110km. Xung quanh cá mập thành đàn. Anh ấy muốn sau khi giết chết ông trùm xã hội đen ở trong tù, sau đó tẩu thoát. Vậy nên làm thế nào đây? Cơ hội rất nhanh đã tới rồi. Trước tiên anh ấy cứu ông trùm xã hội đen một lần để lấy lòng tin. Sau khi vào phòng, anh ấy dùng một cây gậy thành công khống chế được anh ta, đè nén vào yết hầu. Ông trùm căn bản không kêu lên được tiếng nào. Arthur tiện tay cầm lấy miếng rẻ nhét vào miệng anh ta. Ông trùm rất nhanh liền ngất đi. Arthur chuẩn bị nước độc rồi đổ vào miệng anh ta. Ông trùm cứ như vậy mà chết rồi. Thuộc hạ nghe thấy động tĩnh liền đi vào. Nhưng khi nhìn thấy ông trùm đang cầu nguyện, anh ấy là Arthur, một sát thủ thợ máy. Sự khác biệt lớn nhất của sát thủ thợ máy với những sát thủ bình thường khác là sau khi giết người sẽ giả vờ thành một tai nạn. Vốn dĩ anh ấy định rửa tay gác kiếm, kết quả bạn gái bị ông chủ tiền nhiệm Gen bắt đi, để anh ta ám sát ba nhân vật nguy hiểm nhất thế giới. Người vừa bị thủ tiêu là một trong số đó. Có điều sau đây, anh ấy làm thế nào để thoát khỏi nhà tù kiên cố này đây? Miếng kẹo cao su này vô cùng có ích. Arthur lấy kẹo cao su dán lên tường, lại lấy ra kíp nổ ở trong điếu thuốc lá, chọc vào giữa miếng kẹo cao su, giật một cái đánh lửa kíp nổ, sau đó nuốt xuống thiết bị theo dõi, cởi áo ra, bôi dầu đuổi cá mập đã chuẩn bị sẵn lên người. Mà lúc này kẹo cao su bom đột nhiên phát nổ. Anh ấy vội vàng từ lỗ thủng thoát ra ngoài, đến bên vách đá, cùng với một loại niềm tin nhảy vọt xuống biển, nhẹ nhàng trốn thoát đạn và cá mập trắng cầm lấy. Mà rất nhanh anh ấy bắt đầu hướng tới mục tiêu số 2. Địa điểm ám sát là hồ bơi lơ giữa không trung ở tầng 76. Arthur trà trộn vào bên trong tòa nhà, lấy ra công cụ chuyên nghiệp, đem rác mút dán lên cửa sổ thủy tinh, rồi dùng dây thừng đem thủy tinh cố định chắc chắn, nhẹ nhàng mở tấm thủy tinh ra, theo đó leo ra ngoài cửa sổ. Anh ấy dựa vào những kẽ hở của cửa sổ để từ từ leo lên. Rất nhanh đã tiếp cận được hồ bơi. Arthur dùng rác mút chậm chậm treo mình đến giữa trung tâm hồ bơi, sau đó khoan một lỗ nhỏ dưới đáy hồ bơi, nhồi bông vào một bảo bối hình nón. Đúng lúc đó mục tiêu nhảy vào hồ bơi. Arthur thừa cơ bơm một loại hóa chất nào đó vào hình nón. Mục tiêu cuối cùng cũng phát hiện ra Arthur, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Arthur nhanh chóng trượt xuống, mà người đó thì thảm rồi. Ám sát thành công, Arthur liền chuồn mất, làm cho lực lượng cảnh sát cũng cho rằng đây là sự việc ngoài ý muốn. Thật sự là một sát nhân vô hình. Đây chính là sự đáng sợ của sát thủ thợ máy. Nhưng khi đến mục tiêu cuối cùng, anh ấy lại dừng lại. Marco là người buôn bán vũ khí người Mỹ, cũng là hoàng đế ngầm của châu Âu. Ông đã xây dựng căn cứ tàu ngầm ở vùng núi. Mỗi tàu đều trang bị tên lửa xuyên lục địa, mà dưới chân núi là quân đội tuần tra. Người ngoài căn bản không thể vào được. Nhưng điều này cũng không làm khó được Arthur. Anh ấy tìm thấy trong kế hoạch khẩn cấp của căn cứ yêu cầu dùng đến trực thăng cứu thương gần bệnh viện. Thế là anh ấy lập tức bắn tỉa người tuần tra, đặc biệt chọn mông của người tuần tra mà bắn. Quả nhiên, mấy phút sau bệnh viện liền nhận được điện thoại mà Arthur đã trốn trong trực thăng, thuận lợi vào được căn cứ. Mặt khác, Marco đang đi thang máy, giữa đường lại gặp phải phiền phức. Ông ra hiệu mở cửa thang máy, sau đó trốn vào một căn phòng an toàn. Arthur lúc này đã đợi một thời gian dài, có điều anh ấy lại không ra tay. Anh ấy muốn cùng Marco hợp tác đối phó Gen, người cũng đã giết tới đây rồi. Marco dù không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Hai người nói làm liền làm, chỉ nhìn thấy Marco dùng mấy quả bom trực tiếp làm nổ chính bản thân, mà Arthur ở trong nước tiếp ứng. Gen nhìn thấy tin tức thì cực kỳ vui mừng, nhưng không tìm thấy thi thể, chuyện này không tính là hoàn thành. Thế là hắn ta lập tức phân phó thuộc hạ đi tìm. Nhưng hắn ta không ngờ được rằng tiếp theo sẽ là một cuộc thảm sát. Bọn hắn không phải bị bom nổ chết thì là trực tiếp chết trên tay Arthur. Rất nhanh toàn quân bị tiêu diệt. Nhìn đến đây Gen triệt để tức giận rồi. Hắn để bạn gái Arthur là Gina làm mồi nhử, mà không biết rằng Arthur đã lên thuyền. Đợi đến khi hắn phát hiện ra thì đã muộn rồi. Thế là hắn vội vàng khởi động thiết bị tự hủy, 4 phút sau sẽ phát nổ. Gen bỏ lại Gina một mình đi trên boong tàu. May mà Arthur đến kịp lúc, anh ấy để bạn gái đi vào thuyền thoát hiểm, nhưng bản thân cũng vì vậy mà bại lộ. Gen cực kỳ muốn tự tay làm thịt Arthur nên không lập tức rời đi, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp năng lực của Arthur. Chỉ cần anh ấy muốn thì thuyền thoát hiểm cũng có thể trở thành vật che chắn. Dùng hết đạn, Arthur cũng không bắt nạt hắn ta, trực tiếp sử dụng nắm đấm để giải quyết. Cuối cùng Gen dây xích sắp phản kích, kết quả ngược lại lại bị Arthur trói lại ở trên thuyền. Lúc này thời gian vẫn còn 12 giây, anh ấy ngược lại chạy vào khoang tàu, cùng với một tiếng nổ lớn, thân tàu liền nổ tung,
lẽ nào Arthur cứ như vậy treo rồi sao? No. Buổi tối, Marco nhìn chằm chằm vào camera, mà Arthur chậm chậm đi ra từ một lỗ hổng. Ông ấy mỉm cười, sau đó xóa đi đoạn video. Bộ phim này do Jason Statham diễn chính, phim hành động năm 2016 The Mechanic 2 Resurrection. Cá nhân tôi cảm thấy anh ấy ở đây vẫn cực kỳ bùng nổ. Nhưng dựa vào tình tiết bộ phim mà nói, chỉ số IQ của nhân vật phản diện dường như còn cần cải tiến. Hy vọng biên kịch có thể chú ý một chút.